Chào các bạn, thì hiện tại bạn đang muốn tìm hiểu thông tin đi du học. Bạn cần học tại một môi trường có nền giáo dục tốt, chi phí học tập thấp và bạn cũng cần có một cơ hội việc làm và định cư tại nước ngoài, thì New Zealand chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Và trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu chi tiết về thông tin du học tại New Zealand. Thì du học New Zealand không quá tốn kém do là học phí cạnh tranh, sinh hoạt phí thì không bị lạm phát và có nhiều cơ hội việc làm. Học phí tại New Zealand cho chương trình đại học thì sẽ khoảng là 15.000 đô la New Zealand. Còn sinh hoạt phí thì sẽ dao động là từ 12.000 cho đến 15.000 đô la New Zealand. Các trường đại học của New Zealand thì có thế mạnh đào tạo các nhóm ngành về kinh tế. Và các bạn yêu thích nhóm ngành này thì có thể là yên tâm chọn đất nước này làm điểm đến để du học. Nhiều chương trình đào tạo của các trường đại học thì có tổ chức các chương trình kiểm định, công nhận. Và do thiếu hụt nguồn lao động và có kỹ năng chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau nên là nhu cầu tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp mà ở lại làm việc tại New Zealand là rất cao. Và có hơn 20% sinh viên quốc tế ở lại sinh sống và làm việc tại New Zealand sau khi tốt nghiệp. New Zealand có nhu cầu lớn đối với nguồn lao động có kỹ năng chuyên môn trong các lĩnh vực như là sức khỏe, công nghệ thông tin, giao tiếp, nông nghiệp, trang trại và công nghiệp kỹ thuật. Viên đáp ứng các kỹ năng mà New Zealand đang cần thì có thể ở lại bằng cách là xin thị thực định cư kỹ năng. Với thị thực này thì họ có cơ hội ở lại sinh sống và làm việc tại đất nước này lâu dài. Không chỉ tạo cơ hội việc làm với nhiều sự lựa chọn thì New Zealand còn mang đến cho hàng ngàn du học sinh một đời sống yên bình. Cơ hội kết bạn với rất nhiều du học sinh từ các quốc gia khác nhau trên thế giới đến đây để học tập. Được hướng dẫn thủ tục hồ sơ xin nhập học của các trường thì các bạn hãy liên hệ đại diện tuyển sinh chính thức của các trường New Zealand tại Việt Nam, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam theo địa chỉ quận nhất, quận 5 hoặc là truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Và hiện nay thì các bạn sinh viên rất là quan tâm đến vấn đề việc làm thêm trong quá trình học cũng như là việc làm sau khi tốt nghiệp. Thì anh Huỳnh Giáo Ngọc Khôi có thể chia sẻ rõ hơn về thông tin này cho các bạn được biết ạ. Nếu các bạn học tại New Zealand, các bạn sẽ có cơ hội làm thêm đến 20 giờ mỗi tuần. Và nếu theo các khóa học từ 12 tháng trở lên, sinh viên lại có thể nộp đơn xin đi làm toàn thời gian trong các kỳ nghỉ. Mức lương trung bình có thể nhận được là khoảng 11-15 đô la New Zealand một giờ, tương đương với khoảng 600 đô la Mỹ một tháng. Nếu làm bán thời gian tại các văn phòng thì mức lương có thể còn cao hơn nữa. Và như vậy thì nếu bạn chịu khó đi làm, bạn có thể tự mình trang trải được những cái chi phí mà bạn học tại New Zealand này. Thứ hai là cơ hội ở lại làm việc và định cư sau khi tốt nghiệp. Hiện nay, chính phủ New Zealand đang khuyến khích các du học sinh, những người thật sự yêu thích đất nước này ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Do đó, sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp đại học hoặc các khóa học mà có thể đạt điểm trong chương trình di trú theo khả năng có thể đăng ký giấy phép ở lại 12 tháng để làm việc, để mà có thể tích lũy kinh nghiệm và sẽ có cơ hội định cư tại New Zealand theo chính sách nhập cư có tay nghề. Chồng hoặc là vợ của sinh viên nếu đi cùng sẽ được phép đăng ký làm việc trong thời gian sinh viên theo học tại New Zealand. Có thể nói thì cơ hội định cư tại New Zealand đối với các du học sinh Việt Nam là rất là cao, và cơ hội định cư chính là một trong những lý do chính thu hút cho nhiều sinh viên du học tại xứ sở Kiwi này. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh.
Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.